Trong tác phẩm Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không không phải là con khỉ duy nhất lợi hại khiến tam giới nể phục mà còn khá nhiều thạch hầu khác nữa, bản lĩnh cao cường hơn rất là nhiều. Cụ thể, truyền thuyết kể rằng, năm xưa khi đội đá vá trời, nữ oa đã làm rơi 4 mảnh vỡ đá ngũ sắc xuống tam giới. 4 mảnh vỡ sau đó hấp thụ linh khí ngàn năm, sinh ra 4 con khỉ, được gọi là thạch hầu. 4 thạch hầu này có sức mạnh vượt qua cả mọi quy luật tự nhiên. Mỗi nhân vật đều có một năng lực đặc biệt, khuynh đảo khắp tam giới. Vậy thì 4 con khỉ đá này gồm những ai và chúng có gì đặc biệt để khiến tiên giới phải lên cơn tiền đình? Hãy cùng mình tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với Linh Minh Thạch Hầu, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh. Bộ phim Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân từ lâu đã trở thành một phần không thể nào thiếu trong tuổi thơ của rất nhiều người, và hình ảnh một Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh náo loạn thiên cung giúp Đường Tăng đi lấy kinh đã ăn sâu vào tâm thức của không biết bao nhiêu em nhỏ rồi. Tuy nhiên, khác với việc Đại Thánh thần thông quảng đại, uy vũ, quẩy thần đình thất điên bát đảo, hóa ra Đại Thánh mà chúng ta vẫn yêu mến lại là con khỉ đá yếu kém nhất, có thân thế thấp kém nhất trong tứ đại thần hầu. Theo nguyên tắc thì Linh Minh Thạch Hầu chính là Tôn Ngộ Không, một trong tứ hầu hỗn thế, thông biến hóa, biết thiên thời, hiểu địa lợi, di tinh hoán đầu. Năm xưa, khi đá ngũ sắc vỡ thành 4 mảnh, mảnh của Linh Minh Thạch Hầu đã rơi xuống trần gian, một nơi vốn không có quá nhiều linh khí như nhiều khu vực khác trong tam giới. Bởi vậy, cái mảnh Linh Minh Thạch Hầu phải mất cả nghìn năm mới có thể hấp thụ đủ linh khí trời đất và sinh ra được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. So sánh Linh Minh Thạch Hầu với những con khỉ đá còn lại cũng giống như kiểu bị lạc loài vậy. Nếu 3 con khỉ đá còn lại có thể được coi là rich kid thì Tôn Ngộ Không là đứa con rơi nghèo đói bị thất lạc suốt ngàn năm qua. Xuất phát điểm từ trần gian có thể nói thấp kém nhất trong số tứ đại thạch hầu, không được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại may mắn được Bồ Đề Tổ Sư nhận làm sư đệ, đích thân truyền dạy 72 phép địa sát vô cùng lợi hại. Sau này Tôn Ngộ Không thậm chí còn ngẫu nhiên tu luyện thành công thân thể trong kim cang bất hoại nhờ ăn trộm quá nhiều tiên đan của lão quân. Điểm sáng tính cách của Tôn Ngộ Không chính là cái sự hướng thiện, biết học hỏi từ những sai lầm và liên tục sửa chữa những khuyết điểm của mình để trở nên hoàn thiện hơn. Từ một kẻ ngông cuồng đến lúc đắc đạo thành đấu chiến thắng Phật là cả một quá trình, nên không sai khi nói sự phát triển tính cách nội tâm của Tôn Ngộ Không cũng là một khía cạnh đáng để suy nghĩ khi thưởng thức tác phẩm Tây Du Ký. Nói qua nguồn gốc tung tích của Tôn Ngộ Không, một số học giả còn cho rằng hình ảnh Tôn Ngộ Không thực chất là phỏng theo thần khỉ trong Ấn Độ giáo có tên là Hanuman. Căn cứ được đưa ra chính là những ghi chép có thật của Pháp Sư Huyền Trang, nhân vật lịch sử có thật của Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký. Theo đó, Hanuman là vua khỉ, một anh hùng vô cùng trung thành và là biểu tượng của lòng dũng cảm. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ Trung Quốc còn phát hiện dấu tích khác về nguồn gốc của Tôn Ngộ Không từ những bức bích họa có niên đại hơn 1.000 năm tuổi ở trong Động Thiên Phật, cách Tây An, Cam Túc khoảng 90 km. Những bức hình khắc họa chi tiết về chuyến thỉnh kinh của hai thầy trò hòa thượng khá giống với chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Tuy vậy là có thể nói, gốc tích thực sự của Tôn Ngộ Không cho tới nay vẫn còn là một ẩn số chưa có lời đáp. Tiếp theo đó chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Xếp thứ 3 trong tứ thần hầu chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu hay Lục Nhĩ Di Hầu tùy theo bản dịch. Trong kiếp nạn thật giả Mỹ Hầu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã giả dạng thành Tôn Ngộ Không, khiến cho tam giới lên cơn tiền đình vì sức mạnh ngang ngửa Tôn Ngộ Không, thậm chí có thể biến hóa y chang bản gốc, không mấy ai phân biệt được. Có một câu hỏi đặt ra, nếu cả hai bên giao chiến không phân thắng bại, thật giả lẫn lộn, đến sư phụ, sư đệ, chốn thần tiên còn bó tay chấm com, vậy tại sao Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại được đánh giá mạnh hơn Tôn Ngộ Không? Câu trả lời thì phải quay ngược về xuất phát điểm của y. Năm xưa, Lục Nhĩ Mỹ Hầu được sinh ra từ mảnh đá ngũ sắc khi rơi xuống cõi Hồng Hoàng, một nơi không thuộc về cả thiện và ác. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng không tu luyện thiên về một cõi nào mà mãi mãi chênh vênh ở ranh giới thiện ác. Nếu như nói giống trong phim Marvel thì đó chính là phản anh hùng, bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, biết chọn một dòng hay để nước cuốn trôi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã trải qua một thời gian dài sống trong ba phải, nửa nạc nửa mỡ vì cái thiện cái ác. Lắm lúc y là kẻ thiện, nhưng mà đến khi kiếp nạn có Tôn Ngộ Không, khỉ đá này lại biến thành người ác mất rồi. Để nói về võ nghệ, phép thuật thần thông quảng đại thì nó cũng không phải dạng vừa đâu nhé. Ngay khi sinh ra, nhân vật này đã sở hữu sức mạnh với 6 đôi tai, nghe được vạn sự trong thiên hạ. Khả năng này đã giúp Lục Nhĩ Mỹ Hầu tự mình lĩnh hội hết phép thuật trong thiên hạ mà không cần một ai chỉ dạy. Trong số những phép thuật mà Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã tu luyện, phép biến hóa của con khỉ này được đánh giá lợi hại bậc nhất, cao cơ đến mức có thể qua mặt được gương chiếu yêu của Lý Tịnh và tuệ nhãn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngay cả người tu hành vạn kiếp như Ngọc Đế cũng không thể nào nhận ra. Bản thân Tôn Ngộ Không khi đấu với Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng đành phải bó tay, không thể nào tự mình chiến thắng, bị nó giả dạng là mình mà không làm được gì, đánh không lại, đuổi cũng không xong, cày thế không biết. Tuy nhiên là cũng may mắn, Phật Tổ đã ra tay thì chỉ có chết mà thôi. Kiếp nạn này, Tề Thiên Đại Thánh được Phật độ thì mới thoát được, đúng là hú cây vía. Xích Khao Mã Hầu. Con khỉ đá tiếp theo trong tứ đại thần hầu đó chính là Xích Khao Mã Hầu.
Khác với Tôn Ngộ Không, Xích Khao Mã Hầu là kẻ có số má thuộc hàng lão làng trong chuyện. Cùng xuất phát điểm là những viên đá mà thôi, nhưng mà sinh ra đã là một phú nhị đại, hưởng hết mọi ân sủng, đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, thoát tử diện sinh. Xích Khao Mã Hầu là nhân vật đắc đạo đầu tiên trong bốn thạch hầu từ trước cả khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, được coi như là anh cả trong gia đình, bốn viên đá khỉ bị rơi từ tay nữ oa. Nguyên nhân là bởi mảnh đá của Xích Khao Mã Hầu năm xưa đã rơi đúng vào cõi Phật, ngày ngày được nghe kinh thuyết giảng, hấp thụ linh khí Phật môn, nên thạch hầu này đã sớm tu thành chính quả rồi, khai sáng trong giai đoạn sơ khai của Tôn Ngộ Không, vượt xa những đồng loại khác. Xích Khao Mã Hầu được đánh giá là nhân vật lợi hại thứ hai trong tứ đại thạch hầu. Khả năng khống chế nước của Xích Khao đã khiến cả Đại Thánh Quốc Sự Bồ Tát cũng phải kiêng nể nhiều phần. Tương truyền là Xích Khao Mã Hầu, còn gọi là Hoài Thủy Vô Tri Kỳ, là một thủy quái ở thời kỳ bàn cổ, xưng là Thủy Viên Đại Thánh. Nhị Tiểu Bồ Tát, người đã thu nhận Xích Khao Mã Hầu, cũng từng lo lắng thạch hầu này trở nên bướng bỉnh, khó quản thúc. Ngài từng nói, lúc mà Hoài Thủy dâng cao thu nhận Thủy Viên Đại Thánh, đầy tớ đó gặp nước liền hưng phấn tột độ, sợ là khi ta đi nó không ai quản, mà sinh bướng bỉnh, không thần điên nào có thể trị được. Tuy nhiên là trong thực tế, Xích Khao Mã Hầu không va chạm gì với người anh em của mình. Có thể là vì đắc đạo thành tiên nên khỉ anh cũng chẳng dành mà đi đánh nhau với mấy đứa em khỉ trẻ danh khác chăng. Cuối cùng thì đó chính là Thông Túy Viên Hầu. Thông Túy Viên Hầu hay trong nhiều bản dịch gọi là Thông Bích Viên Hầu được xem là thạch hầu mạnh nhất, âm hiểm nhất và cũng chết sớm nhất trong số 4 khỉ đá. Thông Túy Viên Hầu được sinh ra trong cõi ma đạo, bởi vậy từ khi sinh ra, nhân vật này đã bị bao bọc bởi năng lượng của địa ngục. Chính vì được đầu thai ở nơi chỉ toàn là đen tối âm hiểm, nên bản lĩnh của thần hầu này lại càng không thể nào tưởng tượng. Nã Nhật Nguyệt, Túc Thiên Sơn, Biện Hy Cửu, thay đổi cả càn khôn. Tương truyền ở Thông Bích Viên Hầu không những học được thiên cang 36 biến, thậm chí có thể hấp thụ thu vi đối thủ chuyển hóa thành của mình. Đây là một trong số những chiêu thức mạnh nhất trong Tây Du Ký, được gọi là Hóa Công Đại Pháp. Điều này khiến Thông Túy Viên Hầu được coi là yêu hầu đáng sợ nhất, được sinh ra từ đá ngũ sắc. Mỗi nơi Thông Túy Viên Hầu đặt bước chân tới là cây cỏ và cả con người đều héo úa cả, không một chút sự sống. Tận 1.000 năm trước khi Tôn Ngộ Không xuất thế, Thông Bích Viên Hầu cũng đầu đội trời, chân đạp đất, quẩy cho thiên đình long trời nở đất chứ chẳng chơi. Trong cái trận đại chiến phong thần, y đã phóng ra những thứ ánh sáng dị thường, liên tiếp đánh bại vô cùng nhiều cao thủ đương thời, khiến nữ hoa đương đương cũng không có cách nào trị. Đáng tiếc là bản lĩnh của Thông Túy Viên Hầu lại khá nhỏ nhen và luôn tồn tại sự đố kỵ, nên dù mạnh mẽ nhất trong số tứ hầu thì thần hầu này cũng khó làm nên nghiệp lớn, nếu không muốn nói chỉ đạt đến tầm của những tên yêu quái mà Tôn Ngộ Không gặp trong hành trình Tây Du của mình. Cuối cùng thì vì quá khinh địch mà Thông Bích Viên Hầu chết dưới trảm tiên phi đao của Lục Áp đạo nhân, Xích Khao Bạch Hầu và Thông Túy Viên Hầu ít được nhắc đến trong Tây Du Ký. Nhưng mà được xem là hai con thạch hầu lợi hại nhất, bản lĩnh còn hơn cả Tôn Ngộ Không rất là nhiều. Một video vô cùng hấp dẫn luôn đúng không nào? Và đến đây thì lại kết thúc mất rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!